Đó, thì sau khi chia tay á, thì em có bị bệnh nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả? Bị bệnh gì vậy? Có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tự nhiên mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu. Đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Thì Trời em bệnh nghĩ mà là sao chắc uống trà mua sữa. một hai trái chuối vậy thôi, không ngờ mua nguyên một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em tưởng đâu chù em chết vậy Trời ơi.